Hello, welcome to Thái Công TV. Thái Công chào các bạn. Huy xin chào tất cả các bạn. So, Thái Công với Huy đang đứng trước nhà của Kim và Kim và chuẩn bị lên thăm hai đứa mời hai đứa mình tới ăn tối nay. Dạ, hôm nay là tròn một tháng sau cái ngày mà bàn giao nhà của Kim và Kim, và Huy với anh Thái Công rất là mong đợi xem thử là sau một tháng ở trong cái ngôi nhà mới của mình, sau khi anh Thái Công thiết kế thì cái cảm xúc của Kim và Kim như thế nào. Dạ, và Thái Công muốn biết hai em đã trải nghiệm trong cái ngôi nhà Thái Công thiết kế ra sao. Dạ, và không có cái chia sẻ nào mà chính xác nhất bằng cái người sống và trong đó, và người ta sẽ có cái cảm xúc như thế nào mình sẽ đón xem ha. So, chắc hai đứa đang chờ hai đứa nấu ăn từ bữa nay đó. Wow, ok, let's go upstairs. Bông hồng, champagne, và dĩ nhiên kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm rất là quan trọng. Và Thái Công tặng luôn một cái cuốn sổ để ghi lại kiến thức, kinh nghiệm. Hôm nay Thái Công có cửa lần nữa, mà lần này thì hai đứa đã ở trong nhà rồi và ở được một tháng. Ok. Ôi, chào anh. Hello. Hôm nay anh lại có cửa. Tiếp. Dạ em khỏe, mời em vô nhà. Ngạc nhiên không? Ừ. Dạ. Wow. Thơm quá ta. Thơm. Dạ. Wow, mình thấy đồ để đồ trang trí thế nhà sinh động hơn rồi đó. Hôm nay anh muốn đến đây xem coi em sắp xếp đồ ra làm sao. Và em muốn anh biết là em trải nghiệm trong ngôi nhà này nó ra làm sao. Có dạ, thấy sướng lắm anh. Hả? Dạ sướng lắm anh. Sướng không? Dạ. Dạ và em đang chuẩn bị thức ăn. Dạ. Thì Kim ơi, ra trong đó. Đó là bây giờ nhà bếp là phải nhốt vào trong trống luôn rồi đó. Ông thấy luôn. Dạ. Hello. Dạ. Em. Dạ. Đang nấu ăn hả? Dạ. So, anh có đem món quà cho hai đứa. Cái này em có chưa? Túi này có chưa? Chưa có hả? Chưa có. Kiến thức kinh nghiệm. Có chữ ký mốt em đi chợ được đúng không? Và ở trong đây anh có thêm, bây giờ hết Tết rồi nhưng mà kệ, anh tặng cho em hai đứa mỗi đứa một bao lì xì. Dạ, em cảm ơn anh. Một hộp nữa. So, đẹp quá anh. Và dĩ nhiên trong một cái cuốn sổ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm, em ghi lại tất cả những cái kinh nghiệm của mình, trải nghiệm của mình và kiến thức. So, và hôm nay anh cũng muốn biết là cái trải nghiệm vừa qua ở đây là sao. So, phải ghi những cái túi sách. Dạ, em cảm ơn. Nhiều quà quá. Nhiều quà quá, nhiều quà quá. Với thêm hai chai để đựng nước. Cái tâm lợ. Mình uống kiến thức vô đúng không? Cái này em muốn đi chợ cũng được nha. Đi chợ đi siêu thị anh. Đi siêu chắc người ta. Em gây ấn tượng lắm luôn á. Dạ. So, ok, anh tặng em. Ồ, dạ, anh có đem chai champagne. Wow. Mình ăn mừng nhà mới đúng không? Em cũng đã chuẩn bị thức ăn trong kia rồi anh. Dạ, ok. Đây đây nha. Tham gia chương trình Khi Thái Công Gõ Cửa, Cuộc Sống Đổi Thay, thì ngay từ cái giây phút đầu tiên khi anh Thái Công tới gõ cửa thì cái giây phút đó cũng đã tạo nên những cái sự thay đổi rồi. Là bên cạnh những cái vật chất về ngôi nhà, nó còn là kiến thức, kinh nghiệm, những cái tư duy và những cái cách sống, những giá trị sống và rất là nhiều. Thì tổng hợp nó lại thì nó sẽ tạo nên một cái sự thay đổi trong chính bản thân hai vợ chồng mình. Nếu tính đến đây thì chắc là cũng đã ở được khoảng 15-16 ngày trong cái không gian này rồi. Thì thật sự là phải cảm nhận là cái không gian này ở rất là, như anh Thái Công nói, đúng là rất là sướng. Là bởi vì cảm tưởng là anh Thái Công cũng đã đưa bản thân anh Thái Công vào trong chính cái không gian này. Chính vì vậy mà khi tạo ra một cái không gian này á, thì thật sự đây không phải là cái không gian mà mang tính chất thương mại hay phổ thông, mà lại là một cái không gian được anh Thái Công may đo rất là chi tiết và kỹ. Thì đó là lý do mà tại sao cái không gian này ở rất là sướng. Ở đây được một tháng chưa? Dạ. Dạ, khoảng 16 ngày ạ. Mới 16 ngày? Dạ. Vậy là dọn vô hồi trước Tết? Dạ, 30 Tết. Trưa 30 Tết. 30 Tết luôn. Dạ. Dạ, đúng rồi. Vậy với thời gian nghỉ Tết là hai em ở đây? Dạ, đúng rồi. Rồi có mời ba mẹ về không? Dạ, có. Dạ. Rồi ba mẹ là tới ngày mấy mới vô đây?
Dạ ba mẹ là ngày mùng 2 dạ. Còn mùng 1 Tết là tụi em đi qua thăm ba mẹ. Xong rồi tụi em mới mời ba mẹ của hai bên qua nhà. Hai bên luôn? Dạ đúng. Đây là bao nhiêu người tất cả? Dạ cũng có 5 người ha. 5 người, ba mẹ tụi em. Dạ. Dạ. Ừ. Thì thật sự ra lúc đầu á là khi mà xem cái đến tập 7 khi mà được bàn giao căn hộ này thì ba mẹ lúc ở nhà xem tivi và cũng xem trên kênh của YouTube của anh Thái Công á thì cũng hơi hoài nghi, chắc là nó sẽ bí lắm nhỉ. Thì ba mẹ hỏi là không gian đó có hầm bí hay không. Thì chính ba mẹ khi mà Tết qua nhà và xem nhà thì ba mẹ ngồi đây, và thậm chí thời điểm đó là vào buổi chiều mà Sài Gòn vào thời điểm này mà cũng không cần phải bật bất cứ một cái máy lạnh nào. Bữa hôm đó là khoảng 4 giờ chiều, ba mẹ ngồi đây không bật máy lạnh luôn, mà mở cái cửa ra và cũng có gió vô mà rất là thoáng. Dạ. Xong rồi cuối cùng ba mẹ em cũng dành thời gian ngồi trong bếp rất là lâu. Trong cái không gian này vừa qua thì em thấy cái trải nghiệm cái không gian này em thấy làm sao? Thấy sướng anh. Sướng ở chỗ anh là em nghĩ là anh cân đối được hai cái vấn đề của tụi em. Đó là cái thứ nhất là anh hỏi về cái phong cách sống của tụi em như thế nào, và cái thứ hai là những cái mục tiêu và quan điểm sống của em thế nào. Và ví dụ như anh hỏi về vấn đề và tụi em có dự định sinh con hay không, anh hỏi chuyện đó đối với em là hai lần luôn rồi. Và em cũng chia sẻ là với cái không gian này thì chắc là tụi em chưa được đâu. Thì thật sự là với cái không gian sống này, nếu mà hai vợ chồng mình quyết định có con thì chắc chắn mình sẽ tìm một cái ngôi nhà mà nó diện tích phải tối thiểu là rộng gấp đôi cái diện tích ở đây thì mình mới quyết định có con. Còn nếu cái ngày nào mà mình chưa có đạt được mục tiêu tài chính như vậy á thì chắc là có lẽ vẫn đang sống ở trong cái không gian này như vậy. Anh muốn chỉ em hay là cái tư duy về cái xây dựng cái cuộc sống của mình mà gọi là hạnh phúc, thỏa mãn, thành công á, thì mình phải nhìn rõ ràng mình đang cần thiết cái gì và cái gì mình quan trọng, cái yếu tố mình đưa lên. Thì thí dụ em nói là em hai vợ chồng cưới nhau đã ở trong cái ngôi nhà này rồi mà mua cái nhà này, mấy em đúng đâu có đưa dự định đẻ con năm nào. Thì có thể là siêu em mua cái nhà này nói là trong vòng 1 năm hai đứa em muốn có con, sau khi đám cưới là sau 1 năm có con. Thì lúc đó em mua cái nhà này em có một cái phòng thứ hai, và cái phòng đó em để dành cho con mình nếu mình đẻ thứ hai, là có một cái dự định rõ ràng. Còn anh không thích cái lối sống cái kiểu mà gọi là nếu mà thì mà là. Dạ. Hay là mình đưa ra một cái dự án rất là rõ ràng cái cuộc sống của mình, mình đưa ra một cái kế hoạch rõ ràng. Thí dụ em nói ok, hai vợ chồng em bây giờ mình tập trung đi làm, bây giờ mình cũng không có cần có con lắm, thì thí dụ có thể là em hơn 30 tuổi có con cũng còn kịp, thì mình đưa một cái dự án đó ra, bây giờ mình tập trung cái công việc mình hai em nói anh là cũng thích đi du lịch, hai đứa chuẩn bị đi Paris đúng không? Dạ đúng rồi, tại hè năm nay tụi em cũng dự định. Mà hai đứa cũng đi New York rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là wow, mấy em cảm giác là muốn khám phá cái thế giới đúng không? Dạ. Cái là cái yếu tố nó nằm ở trên trước, và sau đó là dĩ nhiên xây dựng cái nghề nghiệp của mình. Dạ. Thì anh nghĩ cái lối suy nghĩ đó nó cũng là một cái tử tế mà cái đàng hoàng cho cái cuộc sống của mình phải tính toán rất là rõ ràng. Thì anh cũng nói nếu mà hai đứa đẻ ra một đứa con, mình cũng biết là mình sẽ được cái này mất cái kia, mà em có bằng lòng mất cái sự phát triển cái nghề nghiệp của mình hay không, hay là đang tập trung cái nghề đến 21 mình đẻ con ra mình có tiền bạc đúng, mình cho nó đi học những cái trường học mà nó thấy hợp lý, mình có thời gian chăm sóc cho nó, mình có tiền dẫn nó đi chơi, nó quần áo rồi ăn ngon tốt, cái là một cái suy nghĩ rất là đàng hoàng cho một cái người tử tế luôn á, đúng không? Với lại là khi mà hai anh đã có một cái bản thiết kế và tặng cái ngôi nhà cho hai em á, thì có nghĩa là anh muốn tặng một cái món quà ý nghĩa nhưng mà tại cái thời điểm hiện tại của hai đứa. Và anh nghĩ nó giống như đây không phải là một cái món quà về vật chất không, mà nó còn là tinh thần nữa. Và nó sẽ giúp cho hai đứa có rất là nhiều những cái năng lượng để phát triển trong cuộc sống. Và anh nói biết đâu trong 1-2 năm nữa em không cần ở ngôi nhà nữa, anh cũng không. Và em có thể là tài chính em mua ngôi nhà lớn hơn, nhiều phòng ngủ hơn để cho cái tương lai sắp tới của em. Thì anh nói là em hy vọng của anh. Anh rất là hy vọng như vậy. Và cái đó anh nghĩ đó là một cái món quà lớn hơn nữa, chứ không phải là chỉ là cái nhà này không. Hôm nay anh muốn cho khán giả xem luôn, cho khán giả nghe là hai em là được một cái trải nghiệm, bởi vì anh tặng em cái túi sách là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Và cái đó là ba thứ trên đời chúng ta phải có cả ba. Có lẽ em đi học trường học á, em chỉ có kiến thức thôi. Em học kiến trúc mà em không có một cái trải nghiệm thì cũng học kiến thức nữa. Nó chỉ là lúc đó em chỉ làm kỹ thuật thôi, chứ em chưa có sáng tạo được. Em muốn sáng tạo thêm một phần nữa thì em phải có một cái trải nghiệm, và cái từ đó là em một cái kinh nghiệm trong cái lối sống của mình. Thì hôm nay anh muốn em chia sẻ về cái trải nghiệm qua đây. Vậy có nhiều người chị xem cái không gian này người ta đâu có trải nghiệm.
người ta chỉ thấy thấy cái đó là có thể là thấy cũng cũng không có một cái kiến thức nữa, có nghĩa là chỉ có là nó hơi xa cái vỏ bên ngoài thôi. Muốn có cái cảm giác trong đây thì phải trải qua. So bây giờ là có thể em chia sẻ khán giả hay là cho anh nghe cái riêng tư này nó có hợp lý hay không? Dạ, thật sự là anh tạo ra một cái tương phản khá là lớn. Tại vì trước đây là tụi em không sống một cái không gian mở, và hầu như tất cả mọi cái nhà của bạn bè rồi, thậm chí nhà ba mẹ em cũng lại là những cái không gian mở rất là nhiều. Và ngày hôm nay đúng như anh nói là em đang được cái trải nghiệm một cái không gian nó rất là riêng tư. Và em nghĩ là trong cái không gian này á, nếu mà nó thiếu một cái không gian nào đó trong ngôi nhà này, nó cũng sẽ mất đi giá trị rất là lớn. Ví dụ như khi đóng cánh cửa này thì em có một cái sảnh chờ, và khi có ai, khi mà em đang ngồi tiếp khách ở trong đây, rồi vợ em có về, có đi làm về, thì cũng có thể là bước qua working closet, cũng có thể thay đồ xong sau đó rửa mặt lại và vô giường nằm nghỉ ngơi, mà em vẫn có thể tiếp khách ở đây và nó không có ảnh hưởng đến cái sự riêng tư này. Thậm chí như hồi nãy khi mà anh đến thì vợ em ở trong bếp và cũng còn chưa biết là anh đang đến. Hôm nay Kim mới nói là lúc mà anh đứng ở ngoài, Kim mới nói là em đang nấu ăn, hôm nay có mời, mà nãy giờ anh vô đây anh chưa đoán được là em nấu món gì. Có nghĩa là cái đó cũng là một cái thành công của một cái thiết kế, có nghĩa là anh vô nhà là anh không có nghe mùi đồ ăn, anh thấy nhà đang rất là thơm, rất là sạch sẽ, thì anh thấy cái đó là một cái cũng rất là thích. Mà những cái điều này là qua phim ảnh em không có thấy được, cái hình ảnh thì mình đâu có thấy, nhưng mà cái mùi trong cái nhà thì chỉ có anh ngồi đây anh cảm nhận. Cái nhà em sau một tháng ở thấy rất là sạch sẽ, mà hôm nay em nấu đồ ăn mời hai anh đến mà anh không có nghe một cái mùi đồ ăn, anh thấy rất là thích. Thì như vậy là em nghĩ rằng là cái không gian này tạo ra một cái sự riêng tư, và cái trải nghiệm này thật ra là nó vô cùng giá trị anh, bởi vì như anh nói á, kiến thức thì mình dễ có, và kinh trải nghiệm á, nó tốn thường là khá nhiều tiền, và nhiều tiền hơn rất nhiều để có được kiến thức. Thế nên là em nghĩ đây là một cái trải nghiệm mà hai vợ chồng em cảm thấy rất là giá trị. We don't need a reason why we just trước ngoài nhà thấy con thấy cũng lót trong tủ quá trời. Đây cả tao luôn. Tao. Deep into your eyes, you came to me without warning, but I knew why. Dạ, buổi sáng thì tại vì thông thường á là do buổi tối hôm trước á là em sẽ ngủ sớm hơn chồng em, cho nên là buổi sáng thì em sẽ ngủ sớm hơn. Vợ chồng nó lúc làm gì? Làm việc. Làm việc ở, làm việc ở đây. Dạ. Rồi em đi ngủ trước. Dạ. Lúc này lúc là em cũng tách ra cũng không có phiền nhau. Dạ, không có phiền nhau. Tiện đúng không? Dạ đúng rồi. Còn trước đó là ngủ cái trong phòng này. Dạ. Cái cửa tivi. Dạ. Thì nó cũng không có cách âm tốt như bây giờ. Bây giờ thì mọi người có thể tự sinh hoạt như vậy. Sau rồi sáng thì em cũng thức dậy, thì chồng em thì cũng không bị thức giấc như hồi xưa. Tại vì hồi xưa là cái toilet nó nằm ở trong phòng luôn, thì em cứ dậy là phát ra tiếng động là chồng em nó sẽ thể thức luôn. Còn bây giờ thì không, nó sẽ bị ngăn cách bởi cái cánh cửa phòng ngủ. Thì ra thì bạn em vẫn cứ tiếp tục ngủ thôi. Rồi em thì sẽ sinh hoạt ở bên này, rồi làm việc hoặc gì đó. Cái đó là cái mới cho Việt Nam, nó hơi mới, tại vì người ta bán nhà ở đây, người ta muốn bán dễ bán, người ta thấy sân trắng hết, thấy nó rộng rãi, người ta thấy nó rộng, người ta dễ mua. Nhưng mà anh sẽ chắc chắn, anh tin rằng người ta thấy cái này, và em sẽ chia sẻ những bộ phim này, bắt đầu người ta sẽ suy nghĩ lại. Trong một cái không gian á, nó cần người đến và trải nghiệm và cảm nhận trong không gian đó, bởi vì không gian nó dường như là nó 4D, nên nó có rất là nhiều cái giác quan mà nó cảm nhận, từ xúc giác rồi khứu giác, tất cả mọi cái mùi hương, âm thanh, ánh sáng, rồi cái chất liệu, tất cả mọi thứ nó mới tạo nên một cái không gian. Và trong khi xem qua tivi hay màn ảnh thì nó cũng chỉ đơn thuần dừng tại cái cảnh layout ngôi nhà thôi, nên mọi người sẽ khó mà cảm nhận được cái chính xác hết toàn bộ những gì mà anh mang đến. Anh cũng biết là ban đầu anh không
tưởng tượng là anh đi hơi nhanh cho người ta quá. Bây giờ anh biết là anh đã nhiều khi anh đi hơi bị nhanh, nhưng bây giờ sau thời gian anh thấy là từ từ hiểu hơn, như là ví dụ sách đã đem ra trang trí. Em nhớ một cái thời gian cứ đem ra, ủa sách mà sẽ đem trí, sách mà không học mà cứ đem để đọc mà đem trang trí. Người ta nghĩ là cái sách là mình rất là nhiều sách, và sách nó thuộc về cái văn hóa của mình, nó đẹp mình trang trí như thế. Bây giờ rất là bình thường, anh thấy nó rất là bình thường rồi đó. Nên là cái đề tài mỗi lần mà anh Thái Công chia sẻ một cái đề tài về cái quan điểm cuộc sống của anh Thái Công đó, nó vì sao mà người ta cứ nói ủa sao hay gây tranh cãi, tại vì anh nói với em có những thứ nó mình làm đúng nhưng mà mình đi sớm quá mà người ta chưa có thuyết phục được số đông, người ta cũng không có hình dung được. Đó là cái thực tế thôi đó, nhưng mà khi mà một cái thời gian người ta cần thời gian, anh nghĩ như vậy, và người ta hiểu hết và có cái nghiên cứu mà có kiến thức rồi thì người ta sẽ hiểu những cái gì mà anh Thái Công chia sẻ. Thí dụ một cái thí dụ mà có thể khán giả dễ hiểu hơn, cái gì mà mới quá đó người ta không tin được. Thí dụ nha, trước đây á, lúc anh Việt Nam, người ta nói ở bên Đức á, nó có siêu thị, nó cái ngõ là mình vô tiệm á, mình cứ mình lấy đồ cái mình đem ra cái mình tự trả tiền. Lúc đó hả, không ai tin hết trơn á. Cái gì? Rồi người ta vô, người ta ăn cắp làm sao? Rồi làm sao người ta lấy đồ được? Hồi xưa người không có siêu thị, người ta không có hình dung được là siêu thị. Trước đây nói cái quán cà phê mà mình phải đứng đó, mình xếp hàng, rồi mình trả tiền, rồi mình lấy cà phê, rồi mình về, mình ngồi xuống, chứ không ai phục vụ mình hết trơn á. Cái lúc đó ba anh còn nói, ủa gì kỳ vậy? Tôi đi uống cà phê phải bưng cho tôi chứ đâu có ai mà đi tự lấy được, đúng không? Cái gì mà nó kỳ quá, cái đó đâu có ai mà chịu. Tôi đi à, cà phê là phải có người bưng nước cho tôi uống đó, bây giờ là bình thường. Bây giờ là biết bao nhiêu tiệm Việt Nam mở theo cái phong cách của Starbucks. Anh cũng thông cảm được, anh cũng hình dung được vì sao người ta không hiểu và người ta đang phản bác. Không vấn đề, cái phản bác nó cũng cho anh một cái xác nhận luôn á, là cái gì anh làm nó mới. Vì nó mới người ta mới phản bác. Đó có nghĩa là trong tương lai người Việt Nam người ta sẽ đề cao cái sự riêng tư. Hôm nay người ta chưa đề cao cái đó, tại người ta chưa có tới cái giai đoạn đòi hỏi cái đó. Mà càng ngày càng đòi hỏi thêm, vì cuộc sống nó càng khó khăn hơn, mệt mỏi hơn, nhanh hơn. Vì cái người ta đã đi trước mình rồi, người ta làm việc rất là nhiều, thì người ta sẽ đề cao rất là nhiều. Sao Kim, em còn làm đồ ăn à? Dạ em còn chuẩn bị bày okay. ra. Ok, vậy trong thời gian Kim làm ăn vậy là chắc cho Kim trai dẫn mình xem một vòng em trang trí ra sao ha? Dạ. Ok, rồi sau đó mình hẹn lại ở trong nhà bếp. Dạ. Yeah. Trong nhà hàng của em. Dạ. Xin kính mời quý khách. Ok. Hai đứa ở nhà có coi tivi nhiều không? Dạ có nhiều chứ. Dạ tụi em cũng thường. Dạ tụi em. Và em nằm đây luôn. Cái ghế này em nằm góc lại. Nằm đây sướng hơn trước nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, cái ghế kia đâu nằm được đâu anh. Bây giờ là nằm là sướng hơn, ngồi sướng hơn á. Nằm nằm vậy đúng không? Cái đầu đó chân đây bên đây. Rồi rồi xong rồi em cái đầu em đây rồi em để chân cho nên nó massage chân em luôn. Đầu em bên này. Để anh kia bị chửi chết luôn. Vậy. Đây à. Trong đây em bỏ gì? À không có, lúc đầu em để mấy quyển sách bên này. À, mai mốt mà em đi đâu em có những cái kỷ niệm mấy cái khung hình đó mà hai đứa chụp á, em để đây. Cái này chỗ này em treo một cái hình cũng được nữa. Em treo một cái tấm hình lên trên đây cũng được. Còn dưới đây. Đây thì em để mấy cái thì em chia ra mấy cái không gian nhỏ này ra em để gọn gàng hết rồi. Gọn gàng hết và cái kệ này đó là em thấy mà anh để thêm vô đây, nếu mà không có kệ này thì dĩ nhiên cái phòng nó sẽ tuốt tới đây, nhưng mà cái này nó sẽ tạo ra cái không gian này. Rồi em ngồi thử cái diện tích em ngồi anh thấy như sao? Rồi anh thấy thoải mái mà. Tại vì cái bàn này nó cũng tương đối là khá rộng, nó cũng phù hợp với em lắm anh. Tại vì ví dụ như em coi hồ sơ có những giấy tờ mà những cái bản vẽ nó tương đối là bự anh, yeah. Thì vẫn để trên cái bàn này vẫn được mà. Dạ. Yeah, yeah. Yeah. Rồi trên đây sách vở. Dạ.
ở dưới đây thêm mấy cái và mấy cái học này em cũng chia ra thì để chẳng hạn như mấy giấy bảo hành rồi nhiều khi cũng là giấy tờ gì đó thì em vẫn để dưới đó. Mà anh thấy anh thích cái cách mua mấy cái thùng bỏ đồ rất là gọn. Thật ra là lúc đầu anh thấy Công và anh Huy cũng có khuyên là lúc trước thì mình muốn biến nguyên cái không gian phòng khách này trở thành một cái nơi làm việc. Anh thấy Công và anh Huy cũng nói là nếu mà em biến thành một cái nơi làm việc á thì nó sẽ trở thành một cái nơi không hẳn là nhà mà cũng nơi cũng không hẳn là nơi làm việc. Nên em nên suy nghĩ lại về cái đó. Thì cũng chính những cái bước đầu tiên đó mình cũng bắt đầu thay đổi tư duy từ cái thời điểm đó và mình tách bạch cái công việc nó ra. Nhưng mà thật ra là anh thấy Công cũng có ý cũng chiều hai đứa. Có nghĩa là anh thấy Công làm ra trong nhà có 3 khu vực là ở trong bàn bếp và khu vực ngoài đây và chính trong khu vực make up. Thì anh thấy Công cũng chừa rất là nhiều ổ điện. Nếu mà trong trường hợp mà mình cần có phải check mail ở nhiều nơi thì hai vợ chồng vẫn có thể xử lý công việc vào những cái ngày cuối tuần ở nhà mà cũng không cần phải đi ra văn phòng. Dạ, vậy em mời anh vô phòng ngủ lại ha. Wow, quá chừng quần áo luôn. Dạ, quá chừng. Trước đây là không đủ được với cái diện tích này. Hồi xưa là cái tủ quần áo là nó chỉ có một cái tủ nhỏ thôi ở trong master bedroom mà là tụi em là không để đủ đồ cho nên là phải mua thêm những cái mà tủ ở bên ngoài nhưng mà vẫn không đủ luôn. Thì bây giờ cái tủ quần áo này nó là chắc khoảng là gấp 3 lần cái tủ cũ. Nếu mà cộng thêm 2 tủ ngoài đây nữa nó chắc là 5 lần luôn á. Yeah. Bây giờ để đồ nó thoải mái không? Thoải mái không mà nó không bị nhăn rồi không có nhồi nhét như mà. Vậy em cảm giác nó sướng hơn không? Dạ sướng hơn. Sướng hơn rồi. Rộng rãi bây giờ thoải mái, không có cảm giác bị chật chội, bị cái ngôi nhà mình cảm giác cái chỗ nào mình không để đồ vô anh thấy nó còn chật chội hơn là mình lấy không gian này mình bất cái chỗ kia. Nhưng mà cái cảm giác này là em thấy nó rộng rãi hơn không? Nhiều hơn rất nhiều luôn á. Tại vì mình ở cái nhà mình không có chỗ mình để á, cái cảm giác là mình đang thiếu một cái chỗ để thì nó làm cho cảm giác mình bị nhỏ. Tôi không có chỗ để mà đồ mà tràn ra ngoài cảm giác lại rất là khó chịu. Yeah. Bây giờ cái móc này là nên anh không có nhắc đến, chắc là trong phim này chắc không ai thấy mấy cái móc này. Nhưng bây giờ anh nhắc đến em thấy không, cái móc nó không có được đẹp lắm. Dạ. Dạ. Mà cái móc em mua một lần em xài hoài thì là cái móc gỗ thì nó bán một chục hai chục cái luôn á. Dạ. Dạ. Nếu ai biết mua mấy cái móc gỗ mua đâu dưới cái comment thì để cho Kim đặt. Móc gỗ cùng màu thôi. Ok. Quá đẹp hả? Quá đẹp. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Hồi đầu năm vừa rồi hai vợ chồng mình thì cũng có một cái dịp đi du lịch ở Las Vegas. Thì tụi mình ở khách sạn Hilton. Thì ở khách sạn Hilton họ cũng thiết kế cái nhà vệ sinh cũng tương tự như vậy luôn. Là từ phòng tắm ra rồi đến cái chỗ mà mình có thể rửa mặt rồi đánh răng. Thì ở một cái khoảng cách như vậy nguyên một cái sàn họ rất là đẹp và nó rất là khô. Nếu mà chẳng hạn như mình tắm ra mà mình không có giữ cho cơ thể mình nó sạch sẽ và hết nước thì nó dây nước ra, hoặc là mình rửa mặt nó dây nước ra hết nguyên một cái sàn mà mình không chịu ngồi xuống lau lại thì không gian thì nó mất đi cái sự đẳng cấp và sang trọng của khách sạn Hilton. Trong nguyên cái chung cư này, những cái căn mà căn 140m² gấp đôi diện tích của em, không có căn nào nó có được cái này hết luôn á. Không bao giờ. Không bao giờ. Nhưng mà anh nghĩ là nó không có là không phải là vì người ta không làm, mà không có là vì cái tư duy thiết kế. Tại vì thật sự những cái không gian nhỏ như vậy đó mà anh thấy Công vẫn làm được, đây là một cái minh chứng. Và đến thật sự lúc mà anh coi mà khảo sát cái nhà của Kim lúc mà đầu á, anh rất là lo. Tại vì anh không biết là cái xử lý cái toilet của em như thế nào. Tại vì có nhiều khi nó nhỏ quá, nó không cho phép mình làm cái kiểu mà giống như anh thấy Công muốn. Mà nếu mà không muốn là anh thấy Công sẽ thấy em không có cuộc sống thoải mái, là anh thấy Công cũng không hài lòng. Yeah. Nhưng mà hên quá, cuối cùng mà anh thấy cái này là anh thích nhất. Tại vì nó vẫn đúng được cái yêu cầu của anh thấy Công mà nó trong cái nhà của em, diện tích đâu có thay đổi gì đâu. Dạ, thoải mái và tiện nghi rất là nhiều luôn anh. Tại vì khi mà sáng thì chẳng hạn như em đánh răng rửa mặt thì vợ em cũng có thể đi tắm. Hoặc là nếu mà ai đi toilet thì người còn lại cứ có thể đánh răng rửa mặt. Yeah. Nên và nó sử dụng rất là linh hoạt, nó không như ngày xưa. Yeah. Ngày xưa nếu một người sử dụng cho toilet đó thì hầu như là không còn ai sử dụng được cái gì cả, phải đứng chờ luôn anh. So đây là một người đã trải nghiệm qua mà người ta chia sẻ với một cái sự trải nghiệm. Các bạn tin ai? Các bạn tin những người mà chưa được trải nghiệm, hay là bạn tin cái người đã trải nghiệm rồi, hay là bạn tin cái người mà có kinh nghiệm làm những cái nghề này thì bạn nghe ai? Chứ em chọn cái người mà ta không biết, em cứ chọn người ta học hỏi, người ta học sai là hoài đó nha. Rồi cũng là một cái bí quyết thành công cuộc sống đó nha. So yeah. Qua cái thiết kế của anh Thái Công, em nói là anh Thái Công giữ cái lập trường của anh rất là vững. Tại vì những cái lập trường của anh Thái Công là nó xây dựng từ những cái trải nghiệm thực tế.
anh thấy Công đã hiểu rõ, rất là rõ như vậy. Có thể là những cái người mà người ta chưa trải nghiệm qua, người ta chưa biết là đúng hay sai và nó có sướng thiệt hay không. Giống như trước khi mà em được ở căn nhà này. Nhưng còn cái này là anh thấy Công đã trải qua rồi. Anh thấy Công biết là cái sự sung sướng và cái sự tiện nghi khi mà mình dùng một cái toilet mà chia có sự một cái sự private như vậy, nó về nhiều khía cạnh người sử dụng cũng thấy thoải mái, mà cái người cùng mình sử dụng lúc đó cũng thấy thoải mái nữa. Đó, thì nên là cái đó là cái việc mà dẫn đến là anh thấy Công rất là giữ cái lập trường của mình rất là vững, cho dù ai nói gì chăng nữa, nhưng mà chắc chắn là cái trải nghiệm của anh thấy Công nó đã đem đến cái thiết kế ngày hôm nay. Nếu mà em đòi trong căn hộ này tới, có thể anh chắc chắn cái phòng này anh làm hai phòng ngủ cũng được nữa, dễ dàng anh làm, nhưng mà nó sẽ bớt cái tiện nghi khác cho em. Cái phòng thay đồ em không còn nữa, có thể một cái tủ nhỏ trước đây em không có một cái phòng tắm bự như vậy, cái nhà bếp, cái phòng ăn nó sẽ nhỏ lại. Có nghĩa là nếu mà anh làm thêm một cái phòng ngủ thứ hai, dĩ nhiên anh làm được, nhưng mà nó sẽ mất cái nhiều cái tiện nghi khác cho em. Mà ví dụ như khi cái phòng ngủ chính của em mà mình phải cùng một cái diện tích mà mình chia cho một cái phòng ngủ phụ, thì tất nhiên nó đâu có rộng rãi như bây giờ, nó sẽ bị chật, rất là chật luôn đó. Thì em thấy đó, có nghĩa là mình sẽ ưu tiên cái nào thôi. Chắc thật sự rất là đơn giản, mình diễn tả chị cũng hiểu rõ đúng không? Có nghĩa là có thể là em có 100 đồng, em ăn hai người đi ăn quá sang chảnh đúng không, 1 triệu hai người đi ăn, hay là em 1 triệu tới 10 người đi ăn. Hai đề tài nó khác, em có 1 triệu mà 10 người ăn thì một người ăn có 100 ngàn à, đúng rồi, ăn món gì thì lúc đó là cái chất lượng của cái món ăn tất nhiên nó sẽ giảm xuống. Em phải chia ra 1 triệu, em phải chia ra 10 người ăn, hay là em 1 triệu em chia ra còn có 2 người ăn, thì cái căn hộ y chang vậy. Căn hộ diện tích đó mà em ở ít hơn là cái diện tích, dĩ nhiên là cái đẳng cấp em nó đã cao hơn rồi, chất lượng cuộc sống em nó cao hơn rồi đúng không. Thì bây giờ cái căn hộ em 2 người ở một hộ như vậy, mà cái người kế bên đây ở tới 2 đứa con đi, thì người ta nói hai vợ chồng này sang ghế nha, ở nguyên căn hộ 57m2 mà có 2 người ở, có nghĩa là em đang ở một cái đẳng cấp nó cao hơn bình thường rồi. Có thể những cái người mà người ta nói cái này sao không giữ hai phòng ngủ, thì cái cấp người ta nó sẽ thấp hơn rồi, người ta cần cái diện tích đó, người ta cần một cái không gian đó. Còn nếu mà em nói tôi mà có 2 đứa con thì tôi không thể ở một không gian 57m2 mà tôi phải cần cấp đôi cái đó, thì cái suy nghĩ của em nó đã cao hơn rồi. Dạ, vậy em mời em qua xem cái phòng ngủ. Cũng lên đây, ngủ mát mẻ, im lặng. Hả? Thường ở đây em ngủ mà báo thức gọi là không dậy luôn anh. Vậy hả? Lúc mà anh chuyển cái phòng ngủ vô đây á, thì em cảm thấy nó rất là hay. Tại vì mọi người sẽ không cảm nhận được cái vấn đề ở đây. Bởi vì cái cánh cửa sổ ở ngoài kia mọi người thường tiếc là cái tiết cái ánh sáng rồi tiết cái gió. Nhưng mà thật ra lúc mà em ngủ thì tụi em cũng thường đóng cửa. Tại cũng sợ cũng đem trúng gió nên nên em cũng thường là mới lạnh suốt. Lúc nhưng mà đến vào buổi sáng chẳng hạn như cuối tuần tụi em sẽ dậy trễ hơn, thì cái buổi sáng là cái cánh cửa nó không có, nó hấp thụ nhiệt cho rất là nhiều, và lúc đó cái phòng nó có đến 2 cái nguồn nhiệt nên nó rất là khó chịu. Còn lúc mà vô đây á, thì nó sẽ không còn cái ánh sáng và cái nguồn nhiệt nữa, và cái và nguyên cái phần này nó sẽ là tối tuyệt đối, nó sẽ không có làm cho mình bị cảm giác là có cái ánh sáng gì đó vào và bị thức giấc giữa đêm. Không, anh cũng không muốn bây giờ mình chê là cái phòng ngủ là không cần cửa sổ, cũng không đúng. Thật sự là phòng ngủ cũng phải cần cửa sổ. Nếu mà cái nhà này mà có cửa sổ là nó đúng hơn. Nhưng bây giờ bắt đắc kỳ dĩ, cái phòng này, cái nhà này chỉ có 2 cửa sổ chính thôi, thì anh ưu tiên cái cửa sổ kia cho cái phòng ăn nhiều hơn. Nhưng mà thật sự cái phòng ngủ này thì bây giờ mình cảm giác nhìn cái điều mà nó tích cực hơn á, thì có mình thấy là ok, cái phòng ngủ đằng sau nó sẽ yên tĩnh hơn, nó sẽ không có nắng nhiều hơn, nó có là mình chỉ dùng buổi tối thôi, cái mình sẽ tích cực. Nhưng mà anh cũng hiểu là một cái sự sai lầm trong thiết kế kiến trúc mà cái phòng không có cửa sổ.
đúng không? Yeah. Cái đó là cái mình không có nói nó được hơn. Có nghĩa là nó thiếu đàng hoàng, nhưng bây giờ anh sẽ ưu tiên cái nào trước? Nên là bây giờ mình chỉ có một cái cửa sổ thì anh ưu tiên là mình ăn trong ánh sáng. Yeah. Anh thấy nó thoải mái hơn. Thì vậy anh làm cái này, cái phòng này là nhà bếp á, thì nó còn không có cửa sổ nữa. Nó còn ngợp lắm. Nó còn ngợp nữa đúng không? Có nghĩa là em bước vô đây mà em vô đây anh có suy nghĩ là bước vô cái nhà bếp là một cái sự sai lầm luôn. Thì trong đây là nó ngợp rồi, xong rồi cuối cùng cái phòng và nó thoát mùi không được luôn á. Yeah. Rồi hay là cái phòng ngủ nó nằm ở cái phòng khách. Cái phòng ngủ phòng khách là cái cửa sổ nó bự nhất nữa. Có nghĩa là nếu mà đây là cái phòng cái suite mà 57 mét vuông là cũng khá bự thì có thể làm cái phòng ngủ ngay phòng khách được. Nhưng mà cái nhà ở không thể làm cái chỗ đó phòng phòng ngủ được. Thật ra nó cũng phải mọi cái nó cũng dựa vào trong cái tình huống thực tế của căn hộ nữa. Yeah. Chứ cũng không nó không thể nói cho một cái và cho tất cả được mọi thứ được anh. Yeah. Nó chỉ có tùy vào tình huống xuống làm mới biết được nó có cái gì trong đó. Yeah. Chứ đừng có nhìn qua màn hình không được. Và nhìn qua màn hình người ta còn không nhìn được cái nệm này rất là bự, và 1m8. Một đây là một cái 1m8 king size chứ không phải là 1m6 nhỏ đâu, không phải là 1m4 đâu. Người ta ủa cái nệm là rất là bự chứ không phải là nhỏ nữa. Mà được cái là anh thiết kế cho em là hai bên có hai khe đi nữa. Giường gọi là tinh tế sang trọng thì phải cần hai lối đi hai bên. Tại vì một người ngủ bên đây, một người bên đây và một người xuống giường phải xuống một bên, chứ không thể một người này mà leo qua một người kia đi xuống giường được hết á. Với lại là đối với một cái căn hộ nhỏ như vậy mà cái phòng ngủ của em ở dưới một cái khoảng trống, một cái đuôi giường, nó cũng là một cái luxury. Và anh thấy ở đây rất là rộng rãi, em đi được, để được một cái bên để đồ và có cái chỗ mà em vợ em make up nữa. Thì thực sự là cái phòng ngủ này là không có nhỏ xíu nào hết. Trong cái chương trình này mới đầu anh cũng suy nghĩ là anh có tặng em luôn tất cả đồ decor trong đây hay không. Thì đầu tiên là cái chương trình này nó cũng không có đủ một cái budget thêm nữa mà bo decor không, nhiều khi một cái tất cả decor này nó có thể nó giá trị bằng cái căn hộ luôn á, đúng không? Thì anh không làm được cái điều đó. Bởi vậy anh nói thì anh không cần không decor hết, nhưng mà thật sự nếu mà anh decor chắc là khán giả còn cảm giác còn ngợp hơn nữa, đúng không? Nhưng mà thí dụ cái phòng này anh nói với em trong cái thiết kế của anh á, là anh như bữa thì anh chưa có nói ra là cái dành ở trên đây á, cái đó là cái kệ đó, cái đó là anh định là trang trí đầy ở trên chảnh luôn á. Có nghĩa là nguyên ở trên đó là cái ý tưởng của anh là để một như là mấy cái bình bông màu trắng trắng hết, cái cao, cái thấp, cái nhỏ, cái dài, là nguyên cái đó là nguyên một cái trang trí, nguyên là em nhìn vô nó thành một cái trang trí. Có thể một ngày đó em suy nghĩ cái sản phẩm nào không mắc tiền lắm, thì em mua cái gốm sứ chừng mấy chục ngàn một cái bình hết đi, thì em sắp đầy hết trên đây, hay là em để sách trên đây, hay em để hình ở trên đây, nó là một cái trang trí đó, chứ không phải là cái ý tưởng là như vậy không đâu. Mà nếu mà anh trang trí hết thì anh sợ em bị ngợp, nhưng mà cái ý tưởng đó là từ đó ra. Dạ, không, ý tưởng nó cũng hay đó anh. Dạ, nếu mà khung ảnh hay là... Dạ. Có nghĩa là có nhiều người khán giả coi tới đây chưa ai bình luận đó hết, người không thấy, có nghĩa là anh phải có thể nhắc đến người ta mới thấy. Nhưng mà bây giờ anh nói ra có thể khán giả nói, có thể người ta ồ cái này để vô có nó còn ngợp hơn, người ta cũng chưa cảm nhận được nữa. Nhưng mà cái không gian mà càng nhỏ thì không làm bự ra, mà làm cái gì? Làm cho nó cái cảm xúc nó nhiều. Cái đó là cái bí quyết làm không gian nhỏ, em phải làm ra một cái cảm xúc, người ta vô đấy wow, cozy, ấm cúng, nó đẹp, thấy nó ấn tượng. Cái đó là cái bí quyết làm ngôi phòng nhỏ. Rồi bây giờ em đã đạt nhiều yếu tố hơn trước đây trong cái ngôi nhà này, nhiều yếu tố anh đưa ra. Và cái yếu tố này, anh nói trước nha, em sẽ thêm yếu tố nữa. Tại em đã trải nghiệm cái này rồi đó, thì bao giờ em đòi hỏi càng cao nữa. Okay. Thì cái đòi hỏi đó nó làm cho em phát triển cuộc sống của em. Cái đó là cái mà em phải có tất cả này rồi em mới đòi hỏi được. Thì em không có đòi hỏi đó thì cái cuộc sống em không phát triển. Cái đòi hỏi đó nó thúc đẩy em phát triển thêm nữa. Yeah. Thật ra tất cả những cái này nó cũng giống như là một cái cách để mình sạc lại năng lượng anh. Yeah. Yeah. Ví dụ như ai cũng vươn đến cái cuộc sống như thế này thì qua đó họ cũng phải kinh doanh nhiều hơn. Rồi qua đó họ giúp đỡ được nhiều người có cái cuộc sống hơn.
thì lúc đó là xã hội nó càng ngày tốt hơn. Chứ nếu mà xã hội ai cũng chấp nhận hết thì chắc là mình nguyên cái chùa siêu to đó. Ai cũng chấp nhận thì đó, lý do vì sao mà em đi đến những cái thành phố lớn hay những đất nước phát triển đó thì em sẽ thấy nhiều nhà đẹp, nhiều không gian sống đẹp, nhiều xe hơi đẹp, nhiều người mà có cuộc sống tốt, tại vì nó đồng đều, nó đi lên cùng với nhau vậy đó. Vậy mình phải đáng mừng nếu mà Việt Nam mình càng có nhiều nhà đẹp, nhiều người giới trẻ mà sở hữu những cái căn nhà này, có nghĩa là anh biết nước Việt Nam mình đang phát triển và giới trẻ đang thực sự rất là thành công. Bởi vì các bạn nên mừng nếu mà thấy ở Việt Nam nhiều người sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra, người ta mua đồ mắc tiền, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua ăn những cái món mắc tiền, đi ăn nhà hàng mắc tiền, thì những cái tiền đó người ta sẽ trả ra những người nhân viên, những người chủ nhà hàng, những người làm trong nhà hàng, những người làm trong hãng xưởng này kia, là người ta chịu tiêu dùng. Nếu mà người ta bỏ tiền ra người ta tiêu dùng thì mình cũng nên cũng mừng. Và có nhiều người nào mà không mừng cho người khác bỏ ra tiền nhiều thì cái người đó đang thất bại trong cuộc sống rõ ràng, nhưng cũng không giúp đỡ xã hội nữa. Các bạn tin thấy không đi, nếu mà nhiều người Việt Nam mà bỏ ra càng nhiều tiền xài đồ thì kinh tế Việt Nam đang phát triển, mà chúng ta nên mừng cái điều đó. Tại vì nếu mà một người mà không xài á thì lấy đâu ra tiền để cái doanh nghiệp kia sống, mà doanh nghiệp kia sống á thì bây giờ ai mua dịch vụ của mình đây? Đây rồi cái công ty rồi, cứ tự nhiên cuối cùng mình chính mình cũng là người thất nghiệp kế tiếp. Tại vì cái vòng quay mà, tại vì nếu không ai dùng thì bắt buộc là nếu mà mọi càng dùng thì là khủng hoảng kinh tế đấy. Ok, sao bữa nấu ăn xong chưa? Dạ, chắc là xong rồi. Chắc mình xem. Dạ, chắc là quà xem sao. Ok, bây giờ mình xem nha. Dạ. So. Oh, hôm nay nấu món gì đây? Anh ở đây mà anh còn nghe một chút xíu mùi đồ ăn á. Em thường không có cửa là có mùi ăn đến đâu nữa. Còn ở đây là bắt đầu nghe mùi đồ ăn rồi đó. Ha, mà không có cái cửa nhà bếp đây là chắc cái này là nó thành cái nhà bếp luôn á. Dạ, tại món ăn này thông thường mấy món Á nó rất là nhiều mùi anh. Nên nếu mà mình không đóng nó lại là bây giờ mời anh vô. Dạ rồi. Oh. Hello. Kính chào quý khách đến tiệm Kim and Kim. Sạch sẽ quá ta. Sao em chia sẻ cái kinh nghiệm nấu ăn chỗ này sao? Dạ chắc là phải để Em nấu hả? Em nấu sẽ thấy. Trời, cái nhà này làm anh ngạc nhiên hết bất ngờ nhìn khác. Nhưng em nấu đi thấy được không? Dạ được anh. Tại vì ngày xưa là cái tủ lạnh nó nằm ở bên cái chỗ đang chỗ là phòng kho bây giờ. Thì nó đi qua này thì nó hơi bị trái chiều. Còn bây giờ thì nó tiện dụng hơn, nó gần hơn. Nó không có tốn bước nào luôn đó. Tại vì lấy tử này ra xong mình sẽ sơ chế ở đây. Wow, nhiều đồ hả? Đây là lạnh không? Tốt không? Tốt hả? Cũng mang lock tốt mà. Dạ. Rồi dưới trong đá có để đồ? Dạ có anh. Hai đứa sạch sẽ ghê á. Nhìn cái tủ lạnh gọn ghẽ lắm luôn. Rồi còn đây thì em đã đồ khô. Quá nhiều đồ luôn. Dạ. Đồ ăn xịn không ấy. Vậy hả? Sạch sẽ như cái tiệm vậy đó hả? Dạ. Có người nói, thấy có bình luận, ủa vậy phải bưng thùng rác đi ngang cái phòng khách. Ủa trước đó bưng hết à? Chứ nó bưng đâu, chứ nó là phòng khách, nằm ở trong phòng khách luôn á. Còn đúng không? Người ta bình luận nhiều cái mình đọc, mình anh cười mắt cười thiệt luôn vậy. Dạ. Nhưng mà đang có khách em bưng thùng rác không? Không, có ai bưng thùng rác mà đang có khách đâu. Chừng nào sáng sớm em đi xuống em xách đi theo luôn đúng không? Chứ là em anh ơi nhớ xách rác theo nha. Phải tự làm. Hồi xưa anh tự cũng tự làm. Anh làm tất cả mọi thứ được. Anh lau nhà, anh sơn nhà, anh nấu ăn, anh quét rác, anh đổ rác, anh làm tự làm được hết. Anh qua trải qua hết tất cả cái gì mà em đã làm anh cũng đã làm hết rồi. Anh mới có cái ngày hôm nay và tất cả gì anh làm có với chia sẻ với cái kinh nghiệm và anh hiểu rất là rõ ràng. Tại anh cũng trải qua, anh không phải là đẻ ra làm con vua rồi ngồi khoanh tay rồi ai muốn làm hầu hạ anh đâu có đâu. Cũng phải tự làm hết rồi. Cái máy hút này tốt không Kim? Dạ tốt anh. Dạ cái lực hút nó cũng mạnh lắm anh. Dạ. Ví dụ. Dạ đó, cái này số 1 luôn. Dạ. Hay là qua số 2. Dạ. Nhưng mà ở ngoài cũng còn nghe mùi được chút xíu đồ ăn á. Bạn em tưởng tượng mà không có cái máy này, không có cái tưởng này là chắc là nguyên cái phòng ngủ của em là nó hôi rình luôn rồi đó. Và trước đó là em ít nấu ăn đúng không? Dạ, cũng có nhưng thức ăn này nó cũng sẽ mùi, nó cũng sẽ... Nhưng bây giờ em nấu ăn nhiều hơn không? Cũng cỡ đó anh, cũng không có thay đổi. Chứ anh xây bếp vậy mà em bắt em nấu nhiều hơn là em la chết nữa. So, vậy anh vô đây ngồi ha. Là em chắc em vô trước nữa. Anh vô trong mà. Trong 2 đứa nó chạy vô vậy ra.
a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. Em có nước suối với Coca Light thì em uống Coca Light. Anh uống Coca Light. Dạ. Giỏi quá ta, hôm nay biết thần tượng đến nhà mà chuẩn bị sẵn Coca Light. Muốn sao mọi người ăn dễ vậy hả? Dạ. Vậy hả? Okay. Ăn nhiều quá hả? Anh để ăn từ cái đi. Cái sao? Cái này là ai cuộn? Điện thoại cuộn. Điện thoại cuộn. Điện thoại cuộn. Để uống Coca đi. Điện thoại cuộn. Cái ở Việt Nam cũng sướng, mấy cái này thật sự ai cần chi làm đúng không? Yeah. Yeah. Anh thấy vậy, trước đây anh cũng có đầu bếp ở nhà, và từ ngày mà anh ở đi làm ở vài quận nhất bây giờ tìm á, ở nhà anh cũng hết đầu bếp rồi, cũng mua đồ ăn ăn không. Ok. Yeah. Món một tức là sao món cuốn, sau món hai sẽ là chả đường. Đường chả đường. Và món thứ ba là bò kho. Dạ. 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 Chưa nữa bò kho. Ừ, nhưng mà anh rất là thích ăn gỏi cuốn nha. Dạ. Dạ. Thôi anh thấy ngồi chỗ này là ấm cúng rồi đó. Hả? Dạ. Yeah. Dạ. Không, từ ngày có cái phòng này thấy ai vô nhà này cũng ngồi đây nhiều luôn anh. Dạ. Yeah. Dạ. Ba mẹ em qua là không có chịu ra ngoài luôn á, chỉ ngồi trong cái phòng này thôi. Không, không, không. Ngồi cái đầu bếp có ăn uống luôn, sướng muốn chết luôn á. Tốn rồi, đồ. Tốn rồi. Dạ. Yeah. Mà vì sao mấy em quyết định chưa con? Bây giờ hai đứa mấy tuổi rồi? Dạ, ba hai. 32. Và vì sao quyết định không muốn có con nghiệp? Tại muốn tập trung sự nghiệp nó lên. Tại vì em nhận ra là cái tuổi nó cũng có ảnh hưởng nhiều lắm. Ví dụ như có đứa con cái mình phải quyết định là đi theo một cái hướng nào nó sẽ an toàn hơn. Mà an toàn thì sẽ không bứt phá được. Mà con đường bứt phá thì nó rất là liều. Nó đòi hỏi cái tính gọi là phải dũng cảm một tí. Và nếu có con thì mình sẽ không nên lựa chọn như vậy, bởi vì nó không hợp lý lắm. Thì em thật ra là em quyết định là giống như dời nó đến một cái gọi là cái giới hạn cuối cùng á. Yeah. Xong rồi mình mới quyết định. Yeah. Với lại theo anh về cái vấn đề mà về con cái hay là thời điểm như thế nào á, là anh thấy mà xã hội cũng nên chấp nhận và tôn trọng cái quyết định riêng của mỗi người. Tại vì hoàn cảnh không có ai giống ai, mỗi người ta có một cái điều kiện về cuộc sống khác nhau. Có người thì người ta married sớm, người ta lấy chồng lấy vợ sớm, người ta đẻ con sớm. Nhưng có người thì người ta lập gia đình muộn và người ta đẻ con muộn cũng không sao. Có nhiều người người ta quyết định là không có con luôn em. Yeah. Anh có hai người bạn ở bên bên Đức á, người ta là triệu phú nha em nha, chứ không phải là không có điều kiện, nhưng mà người ta thích cuộc sống tự do. Và người ta tới giờ năm mươi mấy tuổi mà người ta quyết định không có con. Và anh thấy cái đó là một cái lý tưởng sống của mỗi người. Tại sao mình mọi xã hội phải đưa mọi người vô trong một cái khung? Anh thấy điều đó nó không đúng. Love has given us wings and we're supposed to go high. But life got in the way and we forgot to fly. And now I think that we're ready to finally leave the nest. Wow, món ăn ngon quá. Rồi ngồi trong cái không gian này là anh thấy rất là ấm cúng luôn. Nãy giờ mình nói quá trời đề tài mà chưa hết, chưa qua món thứ hai. Rồi cái chỗ không gian này nó tạo cho mình rất là ấm cúng, trò chuyện với nhau rồi ha. Cũng đây là một cái minh chứng. Rồi chắc là thay con Huy với Kim và Kim sẽ còn rất là nhiều thứ để trò chuyện và để thưởng thức những món ăn này. Về thay con sẽ cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay, và hy vọng với chương trình này và Kim và Kim chia sẻ cái kinh nghiệm, cái lối sống trong ngôi nhà này ra sao, và các bạn sẽ và có thể là thấu hiểu cái phong cách thiết kế của Thái Công nhiều hơn. Hôm nay là đầu tiên là anh cũng muốn cảm ơn lời mời của hai em. Anh cũng rất là vui khi tới đây ngồi trong cái không gian mà do chính anh Thái Công thiết kế tặng cho hai em, và nghe những cái chia sẻ, một cái cảm nhận giống như là một cái người khách hàng thực sự sống trong cái không gian mà một cái người thiết kế ra. Thì cái điều đó nó cho anh thấy rất là nhiều cái ý nghĩa và thấy hiểu được đằng sau cái thiết kế. Thì anh nghĩ là qua những cái thước phim này thì khán giả cũng sẽ hiểu được hơn về cái tư duy thiết kế của anh Thái Công. Yeah. Chúc hai em có một cuộc sống thực sự là phát triển trong tương lai. Dạ, cảm ơn hai anh. Thực sự là qua cái
chương trình này thì em cũng rất là may mắn được anh Thế Công, anh Huy cũng cho tụi em một cái không gian sống, nó cũng là một cái cách để truyền cảm hứng. Rồi bên cạnh những cái vật chất xung quanh đây, anh Thế Công, anh Huy còn chia sẻ những cái kiến thức sống, những cái kinh nghiệm sống, những cái trải nghiệm, những cái quan điểm, lối sống, nói chung là rất là nhiều. Và em nghĩ rằng đây là một cái kho tàng của em, rất là may mắn để có được ngày hôm nay. Rồi em cũng rất là vinh dự được hôm nay mời hai anh. Không, anh tặng này nhưng mà anh cũng cảm ơn hai em cũng chấp nhận nhận cái món quà này và cũng chịu là phát triển bản thân và học hỏi thêm trong cái trải nghiệm, một cái thật sự là mở ra một cái tầm nhìn mới và cũng chấp nhận nhận cái điều đó. So các bạn, Thái Công cảm ơn các bạn đã xem chương trình hôm nay. Và Thái Công cũng chưa có lên kế hoạch rõ ràng là có làm thêm tập nữa hay không. Nếu mà Thái Công tập tiếp theo thì Công định là tặng một người trong cộng đồng LGBT, nam hay nữ, hay là cặp đôi nam hay nữ cũng được. Nếu mà ai muốn tham gia chương trình được Thái Công tặng nguyên một cái ngôi nhà mới, một cái cuộc sống mới, thì Thái Công gõ cửa, thì viết đến email tên là gocua@thaicong.com. Và team Thái Công sẽ chọn, và chừng nào Thái Công sẽ ra một cái tập mới thì Thái Công sẽ thông báo. Thank you for watching and bye bye. So, một cái chương trình khó hả? Bây giờ anh đang suy nghĩ làm thêm một nữa mà thực em thấy rất là nhiều, không phải là tiền bạc không, mà công sức. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast. With the glowing